Chào mừng bạn đã đến với tab game của Anti Strategy ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ chơi Dark Riddle, Evil Nun Maze, My Love Music Adventure, số game khác. Mời bạn đón xem. Ok, mình sẽ chơi bạn nào bây giờ? Ladies, bạn có biết dạ dày êm tiệc vui thêm trọn vẹn? Đây, nó bảo mình là ui. Chỗ này bị chặn rồi à? À đủ. Gì ném được không nhỉ? Ô kìa. Lại đây. Đây quả táo đã. Ném vỡ mồm. Để nó đơ 5 giây thôi. Không mà mình không qua được đâu. Ủa. Súng bắn băng nữa cơ à? Thôi bạn ơi. Thôi bạn. À, lấy cái đĩa. À, cái ông đập được không? Nó lắp mềm. Đây đúng không? Ồ, bị khóa cửa rồi. Chết rồi, ra kiểu gì bây giờ? Ôi. Ôi. Đĩa của tao đâu rồi? Ô, trả đĩa đấy. Má. Xong quăng hết mất luôn đây. Đâu nhờ? Ảo thế nhờ? Thịt bã đang còn quá nhiều. Không bị nhiều quá không?
Ủa, ăn đúp đây. Cua kia đâu hết rồi. Sang nghiệp tiếp theo là Evil Nuns. Ok, mình sẽ đi tìm đây, một đèn xanh rồi, một nút xanh rồi, nút vàng ở đây, đi nhớ vị trí phát, hai nút vàng đây, nút vàng máy bên phải. Hôm nay
sao quán rượu lại nhiều người kiện vậy? Đồ ăn ôi thiếu, ta vừa mới mua hôm qua, tuy đều là đồ còn thừa lại, nhưng nó rẻ mà, lại có khách than phiền không đảm bảo vệ sinh, giờ chúng ta hết tiền rồi. Đâu nhờ nút vàng, có mỗi một nút vàng trong màn này thôi. Ui, chạy nhanh ghê. Chạy nhanh nhỉ. Còn hai nút đỏ nữa. Mỗi nút đỏ đâu nhỉ? Ủa rồi ai đu. Ok, rồi sang cái tiếp theo. Cắm thật.
Kiểu nhỉ. Chào chơi bài gì giờ? Press đi. Ok, chúng ta sẽ đến với game band đi. Okay, xem đoạn cut skin của chapter 5. Everyone knows that song. Who are you? Why are you here? I was invited by an old friend. And now I can't leave. Then you know more than we do. One minute, we don't even exist. Just thoughts. And the next minute, this place. Are you gonna let me out of here? Down here, strangers aren't good things. How can we trust you? We don't even know what you are. My name is Henry. I used to work here. I honestly don't know my name. So, they call me Alice. But I'm no angel. You go back and rest. We'll talk again later. Only for a few hours. No need to worry. I won't go far. Only up to level 6. Just stay here. Keep an eye on Henry, okay? I'll be back as soon as I can. I promise. Tài nó định giết mình sao mà ghê đấy.
must be hungry. Cháu mình ăn gì gì đây? It's all we have. Cháu à? Tiếp đi. Ơ, cháu của tao mà. Đu. Súc vật. I know you're watching me. It's just a little creepy. You're the one that writes on the walls. We all do. For some poor souls down here, it's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. It can claim you, pull you back. That's how I met Tom. I was messing with things I shouldn't have been, and he was there. Why do you call him Tom? He just seems to respond to it. Well, I don't think he's very fond of me. Let me show you something. A while back, I was mapping out one of the upper levels when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message. Right there, in plain sight. So I kept looking and found more and more messages everywhere in the studio. But you can't see them with your eyes. Only through this. Take a look. I don't know who's leaving them, but I think they know how to get out of here. Where does it all lead to? Nowhere. Cho mình một cái thấu kính. I followed them for a long time. Just leads me in circles. I don't think I'm meant to leave this place, Henry. But maybe you are. Alice, please let me out of here. Tom thinks you're dangerous. And what do you think? I think you're the hope I've been waiting for. Go to sleep. Maybe tomorrow will be better. Ok, chúng ta sẽ kế tiếp theo, Stickman Jailbreak. Có một vài món đồ được gửi đến. Và xem nó là cái gì. Tiếp theo là chìa khóa. Lại nha. Gõ đầu luôn. Lần này đã thoát rồi. Theo sử dụng thuốc độc. Bom thì sao? Thì cái teleport này cũng không ổn rồi.
lựa chọn cuối cùng, máy khoan. Wow, ném giấy chết người. Chấm hỏi. Ok, ta sang game Slenderina Asylum. Đóng cửa này nhất là phá hết cửa hết. Đấy, sạch cửa với map này mất. Đi đây. Ok, chúng ta sang game tiếp theo. Finisher.
em quả chuối là ôi ôi má đéo như vậy. Ok, chúng ta sang game tiếp theo, đó là Grand Theft Auto. Rồi. Anh nó đi bạn ơi. Tôi xong rồi. Mày thế mà chưa xuống. Cháu ơ là không lên đây à? Tôi nè. Okay, chúng ta sẽ sang game Scary Cat with Kenko nha. Oh, không phải xoay à? I know
out of my favorite episode. It's a game of cat and mouse. You're the mouse. And you're gonna run and scream. And always scream. There's always parts being cut off. Entrails being yanked from stomachs, bones being shattered to dust. Now, you try to hide, but I am gonna get ya. Yes, I'm gonna get you good. Why, just last night, I played the sau cái côn ba này hết nhanh nhỉ.